táo, còn một quả táo nữa. Bắc thang lên hỏi ông trời, xin một em bé, có hồi được xuân. Suốt ngày thơ với thần. Hôm nay vợ yêu của anh làm sao đấy? Em đang khó chịu trong người anh này. Đợt vừa rồi em ăn uống tầm bổ sau sinh nhiều quá. Bây giờ đang bị táo, người khó chịu lắm. Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua thôi, khi có anh ở đây rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sơ tổng hợp GBS. Trong này có thành phần là chiết xuất mầm đại mạch, sơ rau hỗn hợp, bổ sung lợi khuẩn và chất xơ giúp nhuận tràng, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột như là táo bón, đi ngoài phân sống, đầy hơi, chướng bụng. Đâu đem xem nào. Thế thì bây giờ em không còn phải lo táo bón nữa rồi. Cảm ơn chồng yêu nhá. Đây, sơ tổng hợp của vợ đây. Cảm ơn chồng yêu nhá.